Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần cơ lưng, giúp làm săn chắc và dẻo cơ khớp lưng của mình. Đồng thời bài tập còn bổ sung thêm các động tác giúp làm mỡ phai, tăng sức bền cho cơ bụng, cơ hông của mình. Rồi, khi nào các bạn sẵn sàng chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Trước tiên chúng ta di chuyển về phía cuối thảm, hai chân của mình mở rộng, thắt chặt cơ bụng của mình lại, hít vòng hơi thật sâu, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, đan xen các ngón tay cho lòng bàn tay của mình hướng lên trần nhà, vừa căng vừa duỗi, cảm nhận sức căng ở hai cơ lưng của mình. Rồi lựa chọn số 1 bạn giữ đây, hoặc lựa chọn số 2 mình nhón gót chân của mình lên, liên tục vừa căng vừa duỗi hết mức cơ thể, cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Nếu được, hai tay của mình áp sát vào bàn tay luôn, giữ cho hai khuỷu tay của mình thật thẳng. Liên tục hít thở ở đây, nơi nhẹ nhàng hạ gót chân của mình xuống. Tiếp tục hít vào, tầng nghiêng lường hết mức cơ thể về phía bên trái. Cảm nhận sức căng ở cơ lưng bên phải, ngực mở, vai mở, mắt nhìn lên. Nếu được, hai tay của mình áp sát vào bàn tay, siết chặt cơ bụng của mình lại, giữ tiếp 3, 4, nằm hít vào và chỉnh diện, thở ra bằng đổi bên. Liên tục mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng giữ căng khuỷu tay của mình hết mức có thể. Cảm nhận sức căng ở cơ lưng bên trái. Hít thở theo khả năng. Hít vào, vai về chỉnh diện. Sau đó thở ra, từ từ bạn xoay thật mạnh hai vai của mình về phía sau, cho tay của mình đỡ lấy phần thắt lưng. Từ vị trí này hít vào đẩy mạnh hông về phía trước, thở ra ngã đầu ngã vai về phía sau đẩy cong cơ lưng. Hít vào về chính diện, thở ra bạn cúi gập người của mình về phía trước, thả lỏng vai hết mức cơ thể. Tương tự hai hít vào vai lên, thở ra ngã sau, liên tục đẩy hông về phía trước. Hít vào vai lên, thở ra cúi gập, mở ngực mở vai tối đa. Ba hít vào vai lên, thở ra, ngã sau, đẩy cong cơ lưng. Hít vào, vai lên. Thở ra, cúi gập. Rồi lực cúi, hít vào, vai lên. Thở ra, ngã vai của mình về phía sau, cố gắng đẩy hông của mình hết mức cơ thể. Hít vào, nâng vai lên. Lúc này, hai tay của mình vẫn vòng sau lưng, đồng thời đan xen các ngón tay của mình về phía sau. Thở ra thật chậm rãi, bằng cúi gập người của mình về phía trước. Cho hai tay của mình hướng về phía đầu, thả lỏng phần vai, gập sâu hết mức cơ thể, mắt nhìn xuống. Hít sâu và thở chậm, giữ 2, 3, 4 và 5, nhẹ nhàng từ từ thoát tay. Rồi, lúc này bạn áp hai tay của mình xuống thảm, đồng thời đi bộ hai tay của mình về phía trước. Liên tục trường mạnh vai của mình về phía trước, cho vai vượt khuỷu tay luôn. Giữ đây, tư thế tấm ván. Ở đây nếu mà ai mỏi thì mình có thể hạ đầu gối của mình xuống ha. Nhưng mà nếu được thì nâng gối của mình lên, đồng thời siết chặt cơ bụng của mình lại. Rồi nhẹ nhàng hít vào nâng hông, thở ra bằng đi bộ hai tay của mình trở về phía cuối thảm. Sau đó bạn gập hai gối và hạ thấp phần hông của mình xuống, ta về tư thế squat. Ở tư thế này hai tay của mình chắp với nhau, đồng thời bạn dùng hai khuỷu tay của mình đẩy hai đầu gối của mình sang ngang. Cảm nhận sức căng ở cơ đùi bên trong, cơ mông, liên tục dùng hai khuỷu tay của mình đẩy gối của mình, mở ngực mở vai, mắt nhìn về phía trước, giữ 2, 3, liên tục hít thở ở đây, 4 và 5, thở ra tay hạ, hít vào đi bộ hai tay của mình về phía trước, trường vai vượt khuỷu tay, tư thế tấm ván. Tương tự hạ hai gối nếu mà mình thấy mỏi, nhưng nếu được cố gắng giữ đây, siết thật chặt cơ bụng của mình lại, săn chắc cơ bụng của mình luôn. Đúng rồi, tốt lắm mọi người. Này, hít vào mình nâng hông của mình lên, sau đó thở ra bạn lại đi bộ hai tay của mình trở về phía cuối thảm. Lúc này thật chậm rãi, mình đi bộ hai tay của mình về phía bên phải. Nếu được, đi tiếp hai tay của mình về phía sau luôn. Cảm nhận phần thân trên của mình đang được kích hoạt, xoắn hết mức cơ thể phần thân trên. Mắt bạn nhìn qua vai phải là đúng. Nếu được, cố gắng giữ căng hai đầu gối của mình. Rồi, liên tục hít thở ở đây. 2, 3,
4. Hơi và 5, thở ra nhẹ nhàng, mình đi bộ hai tay của mình về chính diện. Hít vào, lại đi hai tay của mình về phía trước, tư thế tấm ván. Giữ cho hông và vai của mình trên một đường thẳng, mình siết chặt cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, cuộn hai đùi của mình vào bên trong. Đúng rồi, cơ thể của mình thật săn chắc. Liên tục hít thở, hít vào nâng hông, đi bộ hai tay của mình về phía sau. Sau đó thở ra, bạn đi bộ hai tay của mình về phía bên trái. Nếu được, liên tục đi bộ tay của mình về phía sau lưng luôn. Mắt nhìn qua vai trái, xoắn hết mức cơ thể, cơ sống lưng của mình. Giữ 2, 3, 4 và 5 nhẹ nhàng, bạn đi bộ hai tay của mình về chính diện. Sau đó lại đi hai tay của mình về phía trước, tư thế tấm ván. Tương tự hạ hai đầu gối xuống thảm nếu thấy cần. Giữ tiếp ở đây 2 3, cố gắng siết chặt cơ bụng của mình vào, săn chắc cơ bụng của mình. 4 rồi 5, từ từ bạn hạ hai gối, đồng thời mình tách mạnh hai gối của mình sang ngang, đẩy mông của mình về phía sau, tư thế em bé. Nếu được, cho ngón chân cái của mình chạm vào nhau, mông chạm gót chân và trán của mình chạm thảm. Tâm trí hướng về phía hơi thở và quán chiếu hơi thở của mình. Hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Hít sâu và thở chậm. Rồi, nhẹ nhàng từ từ nâng cằm, nâng vai, ta về tư thế cái bàn. Bạn áp hai lòng bàn tay xuống thảm, cho tay mở rộng ngang vai, đầu gối mở rộng ngang hông, ấn mũi chân để giữ thăng bằng. Bắt đầu hít vòng hơi thật sâu, tư thế con bò. Bạn trũng lưng, nâng cằm, mắt nhìn lên. Sau đó thở ra tư thế con mèo, mình gù lưng, siết thật chặt cơ bụng của mình lại, cho cằm hướng về phần ức. Tương tự 2, hít vào, trũng lưng, mở vai. Thở ra, bằng gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại. 3, hít vào tư thế con mèo, trũng lưng, nâng cằm, mắt nhìn lên. Và thở ra, tư thế con bò, bằng gù lưng siết thật chặt cơ bụng của mình lại, cằm hướng về phần ức. 4, hít vào, ta trũng lưng. Thở ra, gù lưng, siết bụng lại. Rồi, lượt cuối hít vào bằng trũng lưng, nâng cằm. Sau đó từ vị trí này thở ra, ấn mạnh mũi chân, nhấc nhẹ đầu gối, đẩy hông của mình về phía sau. Nếu được, bụng và đùi của mình áp sát vào với nhau. Được nữa thì bạn đẩy căng hai gối của mình về phía sau luôn. Tư thế chó cúi mặt. Vai thả lỏng, cho vai tách ra khỏi mang tai. Mắt nhìn về lỗ rốn hoặc nhìn theo các ngón chân cái của mình. Nếu được, bạn liên tục đẩy căng hai gối. Giữ cho chân của mình thật thẳng, hoặc là nếu muốn, mình có thể thực hiện tư thế chó đi bộ. Thả lỏng cổ chân, thả lỏng ngón chân. Hít vào, đánh mạnh chân phải của mình lên. Thở ra gập gối, cho gối hướng về phía ngực. Tương tự lượt 2, hít vào, đánh chân lên. Thở ra, gối hướng ngực, cầm hướng gối. 3, hít vào, chân lên. Thở ra, vai vừa khuỷu tay, siết chặt cơ bụng của mình lại. 5, hít vào, chân lên. Thở ra, siết chặt cơ bụng của mình lại. Một lần nữa, hít vào, đánh chân lên. Thở ra, gối hướng về phía ngực. Liên tục trường mạnh vai của mình về phía trước. Rồi, lượt cuối, hít vào, chân lên. Lúc này thở ra, bạn bước mạnh chân phải của mình về phía trước, đặt bên ngoài tay phải. Hạ gối trái, mũi chân trái của mình duỗi về phía sau, tay tạo thành hình chiếc cúp. Hít vào, đẩy hông của mình về phía trước, nhấn mạnh phần hông, mở ngực, mở vai. Mắt quan sát về phía trước. Sau đó từ từ nhẹ nhàng bạn nâng hông, đẩy hông của mình về phía sau, nếu được giữ căng gối phải. Đồng thời cúi gập người về phía trước, cảm nhận sức căng ở cơ đùi bên phải. Tương tự lượt 2, hít vào,
hông trước nhấn hông, mở ngược mở phải. Thở ra, hông sâu, thẳng gối, cúi gập người về phía trước, chỉ cầm hướng về phía ống quyển. Lần ba hít vào, hông trước. Thở ra, hông sâu. Bốn, hít vào, hông trước, nhấn tối đa. Thở ra, hông sâu, thẳng gối. Đúng rồi. Rồi, lần cuối hít vào, đẩy mạnh hông về phía trước. Từ vị trí này, bạn áp tay trái của mình xuống. Sau đó dùng tay phải đẩy mạnh gối phải của mình sang ngang. Đồng thời ngã đầu, ngã vai về phía sau. Mắt nhìn qua vai phải. Liên tục xoắn cơ sống lưng. Liên tục nhấn phần hông, tác động vào phần thắt lưng. Và đồng thời liên tục đẩy căng gối của mình sang ngang, mở mạnh khớp hông phải của mình hết mức có thể. Và hít thở 2, 3, 4, 5, nhẹ nhàng mắt nhìn về phía trước. Hạ tay phải của mình xuống, đồng thời bằng ấn mũi chân trái, nâng gối trái, áp lòng bàn chân trái của mình xuống thảm. Hít vào, nâng đầu nâng vai, hai tay của mình mở rộng ngang vai. Ta về tư thế chiến binh số 2. Giữ tư thế thật vững chãi và mạnh mẽ. Đồng thời siết chặt cơ bụng của mình lại. Vừa căng, vừa duỗi hai tay sang ngang. Siết chặt bả vai của mình luôn. Liên tục hít thở sâu. Giữ tiếp 2, 3, 4, 5. Hít vào, ta về tư thế chiến binh đảo. Hạ tay trái, vươn tay phải qua khỏi đầu. Sau đó thở ra về tư thế góc nghiêng. Lựa chọn số 1, bạn đặt khuỷu tay phải của mình trên gối phải. Hoặc lựa chọn số 2, đặt tay phải bên cạnh chân phải. Đồng thời vươn tay trái của mình qua khỏi đầu. Cảm nhận sức căng ở cơ lưng bên trái. Liên tục hít thở sâu. Rồi, tương tự lần 2, hít vào về tư thế chiến binh đảo. Mở ngực mở vai, mắt nhìn lên. Sau đó thở ra, hạ tư thế góc nghiêng. Hai sự lựa chọn cho mỗi người. Lượt ba, hít vào chiến binh đảo. Thở ra bằng hạ góc nghiêng. Bốn, hít vào chiến binh đảo. Mắt nhìn lên. Thở ra hạ góc nghiêng. Hai, lượt cuối hít vào về chiến binh đảo. Từ vị trí này bằng vòng tay trái của mình sang lưng. Sau đó duỗi căng chân phải, hít vào nghiêng lường hết mức có thể về phía bên phải. Sau đó thở ra tay phải nắm lấy cổ chân phải. Liên tục bằng đẩy vai phải về phía trước, mở mạnh vai trái hướng lên trần nhà. Xoắn hết mức có thể cơ sống lưng. Cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Nếu được liên tục, mình đi bộ tay trái của mình vào bên trong đùi phải luôn. Giữ tiếp 1, 2, 3, 4, 5, nhẹ nhàng mắt nhìn xuống, hít vào, mình đi bộ tay phải của mình về phía trước. Đồng thời bạn nâng chân trái của mình lên, ta về tư thế bán nguyệt. Lúc này giữ cho vai trái và hông trái của mình hướng lên trần nhà. Nếu được nữa thì nâng tay trái mắt nhìn lên trần nhà luôn. Giữ tiếp thăng bằng 1, 2, 3, 4, 5, nhẹ nhàng từ từ bạn hạ tay trái. Sau đó ấn mũi chân trái của mình về phía sau. Hạ luôn gối trái. Từ từ hít vào, nâng đầu nâng vai của mình lên. Sau đó thở ra, bạn ổn định tư thế. Cố gắng giữ cho hai hông của mình trên một đường thẳng. Hít vào, vươn hai tay của mình lên khỏi đầu. Tư thế mở ngực ngồi. Liên tục vừa duỗi vừa căng hai tay của mình hết mức cơ thể. Cảm nhận sức căng ở hai cơ lưng hai bên. Hít thở sâu. Nói nhẹ nhàng bạn gặp khuỷu tay. Hít vòng hơi thật sâu, từ từ mở ngực mở vai cho tay của mình đi về phía sau. Thở ra gù lưng cho tay của mình hướng về phía trước. Tương tự lần 2, hít vào bằng trũng lưng, mở vai. Thở ra tay chạm vào nhau, gù lưng. 3, hít vào trũng lưng. Thở ra gù lưng siết bụng lại. 4, hít vào mở căng lồng ngực. Thở ra chậm rãi. Lượt cuối hít vào, mở mạnh khuỷu tay của mình sang hai bên. Sau đó hai tay của mình vòng sau lưng, đan xen các ngón tay của mình vào với nhau.
Lúc này mũi chân trái duỗi, bạn đi bộ nhẹ chân phải về phía trước. Từ từ đẩy hông về phía trước, nhấn hông hết mức cơ thể. Nếu được, ngã đầu ngã vai về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Giữ đây, hít thở sâu. Tư thế trăng lưỡi liềm. Liên tục hít thở sâu. 1, 2, 3, 4, tới 5, nhẹ nhàng, bạn thoát thế. Tiếp tục gập đầu gối chân phải, nhưng lúc này hạ gối phải của mình ở giữa hai lòng bàn tay. Sau đó duỗi căng chân trái về phía sau. Tư thế chim bồ câu. Quan sát cho hai hông của mình trên một đường thẳng. Liên tục nhấn hông của mình xuống. Sau đó nhẹ nhàng bạn hạ phần thân trên, đi bộ hai tay của mình về phía trước, cho trán chạm thảm. Tư thế chim bồ câu em bé. Liên tục cảm nhận sức căng ở hai phần lưng. Nếu được, bạn nhấn hông phải của mình xuống, cho hai hông của mình trên một đường thẳng luôn. Hít thở, giữ tiếp 2, 3, 4, 5, hít vào, nâng đầu, nâng vai của mình lên. Từ từ đi bộ hai tay của mình hướng về phía vai, áp hai lòng bàn tay của mình chạm thảm. Ấn mũi chân trái, nâng hông, đồng thời đặt chân phải của mình về giữa hai lòng bàn tay. Tại vì tư thế chiến binh số 1, hai chân của mình áp thảm, nâng đầu, nâng vai. Hít vòng hơi thật sâu, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Giữ đây tư thế thật vững chãi và mạnh mẽ. Tương tự, bạn cố gắng bằng đẩy cái hông trái của mình về phía trước, giữ cho hai hông trên một đường thẳng là đúng. Đồng thời siết chặt cơ đùi bên phải và căng cơ đùi bên trái. Đúng rồi, liên tục vừa căng, vừa duỗi, mắt nhìn lên. Hít thở. 2, 3, 4, 5, từ từ thật chậm rãi, hai tay của mình chắp ngang ngực. Lúc này lực dồn vào gót chân phải, bạn rút chân trái của mình về phía trước. Gập gối trái, thật chậm rãi, nâng gối của mình hướng về phía ngực. Hai tay vòng ôm lấy gối, cho cằm hướng về phía gối. Hít vào, từ từ di chuyển gối trái của mình về phía sau lưng. Đồng thời mở căng hai khuỷu tay của mình về phía sau, trũng lưng. Sau đó thở ra bằng gù lưng, tay nắm lấy gối, cằm hướng gối. Tương tự hít vào, trũng lưng, chân trái về phía sau. Thở ra, tay nắm gối trái. Hít vào, trũng lưng, mở ngực mở vai, cố gắng giữ thăng bằng. Thở ra, gù lưng, siết bụng lại. Lần nữa hít vào, trũng lưng. Thở ra, tay nắm lấy gối, ta gù lưng. Lúc này di chuyển tay trái nắm lấy cổ chân trái, đồng thời bạn kéo chân trái của mình về phía sau lưng. Tay phải của mình vươn về phía trước, tay thủ ấn Chinmura. Nếu được, bạn đánh chân trái của mình lên cao hết mức cơ thể. Tư thế khiêu vũ, mắt quan sát về phía trước, giữ thăng bằng, hít thở sâu, 2, 3, 4, 5, nhẹ nhàng từ từ ta thoát thế, bạn bước luôn chân trái của mình về phía sau, hai tay của mình ngang vai, thở ra xoay mạnh vai của mình về phía bên phải, xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng của mình. Hít vào, hai tay chắp. Sau đó thở ra bằng cài khuỷu tay trái của mình bên ngoài gối phải. Tư thế vặn cầu nguyện. Cố gắng dùng lực khuỷu tay trái bằng đẩy gối phải của mình về phía bên trái. Hai tay của mình ép mạnh vào nhau. Mở ngực mở vai, mắt nhìn qua vai phải. Hít thở. Nơi nhẹ nhàng bạn áp tay trái của mình xuống thảm. Sau đó rút chân phải của mình về phía sau. Lựa chọn số 1, hạ gối trái, nâng tay phải của mình lên. Tư thế tấm ván nghiêng. Hoặc lựa chọn số 2, bạn nâng gối trái của mình lên luôn. Cố gắng cả hai sự lựa chọn, liên tục đẩy hông của mình lên cao, siết chặt cơ bụng của mình hết mức cơ thể. Săn chắc cơ bụng của mình, giữ tiếp. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi, hít vào, bạn vươn tay phải của mình qua khỏi đầu, cảm nhận sức căng cơ lưng bên phải. Sau đó từ từ bạn úp vai phải, úp hông phải của mình xuống, ta về tư thế tấm ván. Ở vị trí này, nếu mỏi có thể hạ hai đầu gối của mình xuống. Nhưng nếu được, bạn cố gắng giữ đây, siết thật chặt cơ bụng của mình lại.
Nai từ từ hạ tay phải, hạ hai gối, rút về tư thế em bé. Điều phối lại hơi thở và ổn định nhịp thở của mình. Hít sâu và thở chậm. Thở ra, cố gắng gấp đôi hít vào. Nai hít vào, từ từ nâng đầu nâng vai. Ta trở về tư thế cái bàn. Bạn ấn hai mũi chân của mình xuống thảm để giữ thăng bằng tốt hơn. Xòe rộng các ngón tay hết mức cơ thể. Sau đó tư thế không bỏ, bạn trũng lưng, nâng cằm, mắt nhìn lên. Thở ra, tư thế con mèo, gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại, cằm hướng ức. Hai hít vào, trũng lưng, mở ngực mở vai. Thở ra, gù lưng siết bụng lại. Ba hít vào, ta trũng lưng. Và thở ra, bằng gù lưng siết chặt cơ bụng của mình hết mức cơ thể. Lượt nữa hít vào, ta trũng lưng, tư thế con bò. Và thở ra, ta về tư thế con mèo, gù lưng siết cơ bụng của mình lại. Này, lần cuối hít vào, trũng lưng. Lúc này bạn ấn mũi chân, từ từ nhấc nhẹ đầu gối, đẩy hết hông của mình về phía sau. Nếu được, liên tục đẩy căng gối, giữ cho chân của mình thẳng luôn, ta về tư thế chó quỷ mặt. Hạ gót chân của mình chạm thảm. Giữ đây hoặc là thực hiện tư thế chó đi bộ nếu muốn. Cho vai thả lỏng hết mức có thể. Vai tách ra khỏi mang tai. Hít sâu và thở chậm. Hít vào, đánh chân trái của mình lên cao. Sau đó thở ra, bạn gập gối, cho gối của mình hướng về phía ngực. Tương tự lượt hai, hít vào, đánh chân lên. Thở ra, gối hướng ngực, cầm hướng gối. Ba, hít vào, chân cao hơn nữa. Thở ra, trường vai mạnh về phía trước, siết chặt cơ bụng của mình lại. Bốn, hít vào, chân lên. Thở ra, trường mạnh vai của mình về phía trước. Rồi lượt cuối hít vào, bạn đánh chân của mình lên cao hết mức có thể. Sau đó thở ra, bước mạnh chân trái của mình về phía trước. Đặt chân trái bên ngoài tay trái. Hạ gối phải. Mũi chân phải của mình duỗi về phía sau luôn. Tay của mình tạo thành hình chiếc cúp. Hít vào, đẩy mạnh hông về phía trước. Nhấn hông, mở vai. Mắt quan sát về phía trước. Sau đó thở ra, nâng hông. Đẩy hông của mình về phía sau. Nếu được thẳng gối trái. Được nữa thì bạn cúi gập người của mình về phía trước luôn. Cảm nhận sức căng ở cơ đùi bên trái. Tương tự lần 2, hít vào, gập gối trái. Đẩy hông của mình về phía trước, nhấn hông hết mức cơ thể. Mở ngực mở vai. Sau đó thở ra, nâng hông. Đẩy hông về phía sau, thẳng gối trái nếu được. Đồng thời cúi gập sau. 3, hít vào, hông trước, nhấn hông. Thở ra, hông sâu, thẳng gối. 4, hít vào, hông trước. Mở ngực mở vai, nâng cằm, mắt quan sát về phía trước. Thở ra, nâng hông, thẳng gối, cúi gập về phía trước. Rồi lượt cuối hít vào, nhấn mạnh hông của mình về phía trước. Từ vị trí này bạn dùng tay trái đẩy gối trái của mình sang ngang. Đồng thời ngã cổ, ngã vai của mình về phía sau, mắt quan sát về vai trái. Vừa đẩy xoắn cơ sống lưng, kích hoạt phần thắt lưng dưới và mình kích hoạt phần hông bên trái của mình luôn. Liên tục hít thở, giữ 1, 2, 3, 4, 5, nhẹ nhàng, ta thoát thế. Áp tay trái xuống thảm, sau đó bạn ấn mũi chân phải, nâng hông phải của mình lên, đồng thời áp mạnh lòng bàn chân phải của mình xuống. Quan sát cho hai gót chân của mình trên một đường thẳng. Hít vào, ta về tư thế chiến binh số 2. Cố gắng căng hai tay của mình ngang vai, siết chặt bả vai hết mức cơ thể. Giữ cho tư thế thật vững chãi và mạnh mẽ. Rồi từ vị trí này, hít vào, chiến binh đảo. Hạ tay phải, vươn tay trái qua khỏi đầu. Thở ra, tư thế góc nghiêng. Lựa chọn số 1, khuỷu tay trái đặt trên gối trái. Hoặc lựa chọn số 2, tay trái đặt bên trong chân trái. Cố gắng vươn tay phải của mình qua khỏi đầu. Cảm nhận sức căng ở cơ lưng bên phải. Rồi, hít vào, lượt hai, ta về tư thế chiến binh đảo. Thở ra, bạn hạ tư thế góc nghiêng, hai sự lựa chọn cho mỗi người. Lượt ba, hít vào, chiến binh đảo, mở ngực, mở vai. Thở ra, về góc nghiêng,
cố gắng căng lưng phải tối đa. 4, hít vào, chiến binh đạo. Thở ra, hạ góc nghiêng liên tục siết chặt cơ đùi bên trái. Lực cuối hít vào về chiến binh đạo. Lúc này thở ra bằng phồng tay phải của mình sang lưng. Sau đó hít vào, căng chân trái. Thở ra nghiêng lưng hết mức có thể về phía bên trái. Đồng thời hạ tay trái nắm lấy cổ chân trái. Liên tục đi bộ tay phải của mình vào bên trong đùi trái. Mở ngực mở vai, mắt hướng lên trần nhà. Liên tục hít thở sâu. 1. 2. Cố gắng đẩy mạnh vai trái về phía trước. Mở vai phải của mình nhiều hơn nữa. Mắt nhìn lên. 3. Siết chặt hai cơ đùi luôn. 4. Rồi 5. Từ từ mắt nhìn xuống. Hít vào bằng đi bộ tay trái của mình về phía trước. Đồng thời nâng chân phải của mình lên. Ta về tư thế bán nguyệt. Lựa chọn số 1, mắt nhìn xuống, hoặc lựa chọn số 2, mắt hướng lên. Đồng thời nâng tay phải của mình lên, cố gắng giữ thăng bằng. Mở ngực, mở vai, liên tục căng chân phải của mình về phía sau, siết chặt cơ đùi của mình hết mức có thể. Giữ 2, 3, 4, cố gắng giữ thăng bằng. Đúng rồi. Rồi 5, nhẹ nhàng mắt nhìn xuống, hạ tay phải của mình xuống. Đồng thời ấn mũi chân trái, hạ gối trái chạm thảm. Hít vào, nâng đầu nâng vai của mình lên. Ta về tư thế mở ngực ngồi. Cố gắng điều chỉnh cho hai hông của mình trên một đường thẳng. Hông và vai trên một đường thẳng là đúng. Liên tục hít thở. Hít vào, vươn hai tay của mình lên khỏi đầu. Mắt nhìn lên. Siết chặt cơ bụng của mình lại. Cảm nhận sức căng của hai cơ lưng. Liên tục vừa căng vừa duỗi hết mức cơ thể phần thân trên của mình. Giữ 2, 3, 4 và 5, gập khuỷu tay ngang vai. Hít vòng hơi thật sâu, trũng vùng lưng, mở mạnh khuỷu tay của mình về phía sau. Sau đó thở ra bằng gù lưng cho khuỷu tay của mình về phía trước chạm vào nhau. 2, hít vào, trũng lưng, mở ngực mở vai. Thở ra bằng gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại. 3, hít vào thật sâu. Thở ra chậm rãi. 4, hít vào mở ngực mở vai. Thở ra. Và lực cuối hít vào bằng trũng lưng mở ngực. Thở ra hai tay của mình vòng sau lưng đang xen các ngón tay của mình về phía sau. Mũi chân phải của mình duỗi, đi bộ nhẹ chân trái về phía trước. Đẩy hông về phía trước, nhấn hông hết mức có thể. Giữ đây hoặc nếu được ngã đầu, ngã vai về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Mắt nhìn lên, hít sâu và thở chậm. Giữ 1, 2, tư thế trăng lưỡi liềm. 3, liên tục nhấn hông, cảm nhận sức căng ở cơ hông. 4, và 5, nhẹ nhàng từ từ ta thoát thế. Thật chậm rãi, nâng đầu, mắt nhìn về phía trước. Buông lỏng hai tay, sau đó áp hai lòng bàn tay của mình chạm thảm. Tiếp tục hạ gối trái đặt giữa hai lòng bàn tay. Đồng thời căng chân phải của mình về phía sau, ta về tư thế chim bồ câu. Từ vị trí này, hạ phần thân trên, đi bộ hai tay của mình về phía trước cho trán chạm thảm. Tư thế chim bồ câu em bé. Tiếp tục cảm nhận sức căng của cơ lưng. Đồng thời vừa căng vừa duỗi chân phải của mình về phía sau, siết chặt cơ mông luôn. Lúc này bạn cố gắng bạn úp hông phải của mình xuống, chỉ cho hai hông của mình trên một đường thẳng là đúng. Liên tục kích hoạt cơ mông bên trái, cơ đùi bên trái. Giữ 2, 3, 4, nơi 5, hít vào nhẹ nhàng nâng đầu nâng vai, áp hai lòng bàn tay, ấn mũi chân phải. Đặt chân trái của mình về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay. Sau đó mình áp chân phải của mình xuống thẳng, quan sát cho hai chân trên một đường thẳng. Tư thế chiến binh số 1 bên trái. Hít vào hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Căng lưng hết mức có thể, giữ 1, 2, liên tục đẩy hông phải của mình về phía trước. Hai hông trên một đường thẳng, vai trên một đường thẳng. Hông và vai trên một đường thẳng là đúng. 3, liên tục hít thở. 4, cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại, siết chặt cơ đùi trái và căng cơ đùi phải.
Nơi năm, từ từ tay của mình chắp trước ngực. Hít vòng hơi thật sâu, bước mạnh chân phải của mình về phía trước, gặp gối phải. Sau đó gối hướng ngực, hai tay vòng ôm lấy gối. Cằm của mình hướng về phía gối, gù lưng hết mức có thể. Từ từ, từ vị trí này, bạn vẫn gặp gối, mở mạnh gối về phía sau, đồng thời mở mạnh khuỷu tay, trũng lưng. Tương tự lần hai, hít vào, bạn gù lưng, cằm hướng gối. Thở ra, trũng lưng. Ba, hít vào, gù lưng, tay hướng gối. Sau đó thở ra, mở mạnh hai khuỷu tay của mình về phía sau, trũng lưng. Bốn, hít vào, bạn gù lưng, cố gắng giữ thăng bằng. Thở ra, gù lưng, siết bụng của mình lại. Nơi lực cuối, hít vào, bạn gù lưng, tay nắm gối. Sau đó đi bộ nhẹ tay phải của mình nắm lấy khuỷu chân phải. Từ từ mình di chuyển chân phải của mình về phía sau, đồng thời nâng tay trái về phía trước, tay thủ ấn Chimura. Giữ đây hoặc nếu được, bạn kéo mạnh chân phải của mình lên. Mắt quan sát về phía trước, giữ thăng bằng, tư thế khiêu vũ. Liên tục quan sát hơi thở và quán chiếu hơi thở của mình. Giữ 2, 3, nếu được bạn kéo mạnh chân phải của mình lên cao hơn nữa. 4, nơi 5, từ từ hít vào, thoát tay, thoát chân. Sau đó thở ra, bước mạnh chân phải của mình về phía sau, ấn mũi chân, tay mở ngang vai. Hít vào, xoắn hết mức cơ thể về phía bên trái. Thở ra, hai tay chắp trước ngực. Từ từ hạ phần thân trên. Bạn cố gắng đặt khuỷu tay phải của mình bên ngoài gối trái. Tay của mình ép mạnh vào nhau, cho tay đặt giữa ngực luôn. Liên tục dùng khuỷu tay, mình đẩy gối trái của mình về phía bên phải. Vừa đẩy, vừa xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể. Giữ thăng bằng. 2, 3, 4, nơi 5, nhẹ nhàng, ta thoát thế. Hạ tay phải, sau đó hạ gối phải. Đồng thời bạn rút chân trái của mình về phía cuối thảm, nâng tay trái của mình lên, ta về tư thế tấm phản nghiêng. Lựa chọn số 1 bạn giữ đây, hoặc lựa chọn số 2 nâng gối trái. Liên tục đẩy hông của mình lên cao hết mức có thể, siết chặt cơ bụng của mình lại, săn chắc cơ bụng của mình. Giữ 1, 2, 3, 4, 5, sau đó hít vào, úp vai trái, hông trái của mình xuống, đồng thời vươn tay trái của mình về phía trước, tư thế tấm phản. Bạn giữ đây hoặc là hạ hai đầu gối của mình xuống nếu thấy mỏi, liên tục siết chặt cơ bụng của mình lại. Rồi nhẹ nhàng, bạn hạ tay trái, sau đó hạ gối, bắt chéo hai cổ chân của mình, đồng thời đi bộ hai tay của mình về phía chân, hạ mông chạm thảm. Giữ cho tư thế ngồi thật thoải mái. Rồi sau đó gập gối, bạn áp hai lòng bàn chân của mình chạm thảm, hai tay của mình đặt hờ trên gối. Có thể xoay vai của mình về phía sau, giữ cho lưng, vai, gáy trên một đường thẳng. Hít vào, hai tay của mình chắp, tư thế cầu nguyện. Sau đó thở ra, bạn cố gắng đặt khuỷu tay trái bên ngoài gối phải. Liên tục dùng khuỷu tay trái của mình đẩy hai gối của mình về phía bên trái, mắt nhìn qua vai phải. Xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng của mình. Cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Vừa đẩy, vừa xoắn hết mức cơ thể. Đồng thời hít thở sâu, giữ 3, 4, thời 5, nhẹ nhàng hạ tay phải của mình về phía sau lưng. Đồng thời bạn lần tay trái nắm lấy mép ngoài chân phải. Hít vào, nâng chân phải của mình lên, cố gắng giữ gối phải của mình thẳng. Sau đó thở ra, nâng tay phải của mình lên luôn, mắt vẫn nhìn qua vai phải. Cố gắng giữ cho lưng của mình thật thẳng. Liên tục mở mạnh vai. Hít thở sâu, giữ 2, 3, 4 và 5. Lại hít vào, thoát tay, mắt nhìn về phía trước. Lúc này hai tay nắm gối, hoặc nếu được hai tay nắm lấy cổ chân phải, hoặc được nữa hai tay bạn nắm lấy chân phải, cố gắng giữ cho gối phải thẳng. Hít vào, kéo mạnh chân của mình hướng về phía mặt. Nâng cằm, mắt nhìn lên. Cảm nhận sức căng ở cơ đùi bên phải là đúng. Giữ 1, 2. Liên tục dùng tay của mình kéo mạnh chân của mình hướng về phía mặt. 3, vừa căng vừa duỗi. 4,
Nơi năm nhẹ nhàng từ từ hạ nhẹ chân phải của mình xuống. Sau đó tay phải nắm lấy ngón chân cái phải. Thật chậm rãi, bạn gập gối, đẩy mạnh gối phải của mình về phía sau lưng. Lựa chọn số 1, giữ đây, tay trái đặt trên đùi trái. Hoặc lựa chọn số 2, nếu được, bạn trường vai trái về phía trước, cho tay trái nắm lấy ngón chân cái trái luôn, mắt nhìn qua vai phải. Liên tục đẩy mạnh gối phải, mở mạnh khớp hông. Liên tục trường vai trái của mình về phía trước. Hít thở sâu, giữ 2, 3, 4 và 5. Thật chậm rãi, ta thoát thế. Lúc này vẫn giữ gối phải gập, bằng hạ chân xuống, đồng thời áp mạnh lòng bàn chân phải và đùi trong chân trái. Hít vào hơi thật sâu, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Sau đó thở ra, cúi gập người của mình về phía trước từ khớp hông. Tay nắm lấy cổ chân, hoặc nếu được tay nắm lấy chân. Được nữa thì trường hai tay về phía trước, đan xen các ngón tay, hoặc tay này nắm lấy cổ tay kia. Lắng nghe cơ thể của mình, liên tục vừa trường vừa gập. Giữ cho lưng của mình thẳng, cằm hướng về phía ống quyển, mắt quan sát về phía trước. Hít thở. Hít vào, nâng cằm, nâng vai lên, ta thoát thế. Sau đó thở ra, bạn gập lại hai chân, áp lòng bàn chân của mình chạm thảm. Tương tự hai tay của mình chắp trước ngực. Lúc này khuỷu tay phải của mình đặt bên ngoài gối trái. Cố gắng dùng khuỷu tay kéo mạnh hai gối, đẩy mạnh hai gối về phía bên trái, mắt quan sát bên phải. Liên tục đẩy và xoắn hết mức cơ thể, cơ sống lưng của mình. Cảm nhận cơ sống lưng đang được kích hoạt. Mở ngực, mở vai tối đa. Hơi nhẹ nhàng, bạn đặt tay trái về phía sau, sau đó tay phải lần nắm mép ngoài chân trái, nâng chân của mình lên. Liên tục hít thở. Hít vào, nâng tay trái, giữ cho tay ngang vai. Và giữ đây, 1, 2, cố gắng giữ căng gối trái hết mức cơ thể. 3, 4, 5, liên tục hít thở. Nói nhẹ nhàng, thả lỏng tay trái về phía trước, sau đó hai tay nắm lấy đầu gối. Hoặc nếu được bạn nắm lấy cổ chân trái, được nữa thì tay nắm lấy chân. Hít vòng hơi thật sâu, cố gắng kéo mạnh chân trái hướng về phía mặt. Mắt nhìn lên. Liên tục vừa kéo vừa căng nhượng chân. Hít thở 2, 3, 4, và 5, thở ra thật chậm rãi, bằng hạ chân trái của mình xuống. Đồng thời cho tay trái nắm lấy ngón chân cái trái. Gập nhẹ gối trái, đồng thời kéo căng gối của mình về phía sau lưng. Bạn duỗi chân phải của mình về phía trước. Lựa chọn số 1 bạn giữ đây, hoặc lựa chọn số 2, tay phải lần nắm lấy ngón chân cái phải. Mắt nhìn qua vai trái, giữ 1. Liên tục vừa kéo mạnh gối trái về phía sau, vừa trường mạnh vai phải về phía trước. 2. Cố gắng giữ cho lưng của mình thật thẳng, cảm nhận cơ khớp hông của mình đang được kích hoạt. 3, 4 và 5, thở ra, áp chân trái của mình vào đùi trong của chân phải. Tư thế ngồi thật vững chãi. Hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Sau đó thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Lắng nghe cơ thể của mình. Tay bạn nắm lấy cổ chân, hoặc nếu được nắm lấy chân. Được nữa thì hai tay nắm lấy nhau, hoặc tay này nắm lấy cổ tay kia. Liên tục vừa trường vừa gập. Ngực mở, vai mở, nâng cằm, mắt quan sát về phía trước. 2, 3, hít thở sâu. 4, nơi 5, nhẹ nhàng, ta thoát thế, nâng đầu, nâng vai của mình lên. Sau đó theo cách riêng của mình, bạn hạ lưng áp thảm. Áp hai lòng bàn chân của mình chạm thảm. Cố gắng di chuyển các gót chân của mình hướng về phía mông. Nói nhẹ nhàng, hai tay của mình nắm lấy hai gót chân. Hít vào, bạn nâng hông của mình lên cao, siết chặt cơ bụng của mình lại. Giữ đây, tư thế cây cầu. Cố gắng đẩy hông của mình lên cao hết mức có thể. Hoặc lựa chọn số 2, nếu được, ta về tư thế bánh xe. Bạn đặt hai tay của mình trên vai, áp hai lòng bàn tay của mình chạm thảm. Sau đó thật chậm rãi, lực dồn vào hai lòng bàn tay, nhấc đầu, nhấc vai của mình lên.
liên tục đẩy mạnh hông của mình về phía trước, đẩy cong cơ lưng hết mức có thể. Giữ 1 2 3, siết chặt cơ bụng của mình lại. Tốt lắm. 4, liên tục hít thở sâu. 2 5, nhẹ nhàng hạ đầu, hạ vai, hạ lưng chạm thảm. Ta thoát thế. Vẫn gặp hai gối, hai tay nắm gối, kéo mạnh hai gối của mình hướng về phía ngực, đồng thời hai tay nắm lấy hai ngón chân cái, lăn lưng trái phải, tư thế em bé hạnh phúc. Thả lỏng tâm trí và thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Thả lỏng thân trên, thả lỏng thân dưới. Thả lỏng thắt lưng trên, thắt lưng dưới và lưng giữa. Thả lỏng đùi, thả lỏng mông. Miệng nở một nụ cười tươi, hướng nụ cười dọc theo tâm trí. Nụ cười lan tỏa từng ngóc ngách cơ thể, men theo hai cánh tay, lần ra từng đầu ngón tay. Nụ cười đi tới đâu, bạn thả lỏng cơ thể tới đó. Sau đó thật chậm rãi, ta về tư thế xác chết, duỗi mạnh hai chân của mình về phía trước, hai tay xuôi theo thân, lòng bàn tay hướng lên trần nhà, tay cách thân 45 độ. Mở mạnh hai chân, mũi chân của mình hướng ra bên ngoài, nhắm mắt và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Nếu các bạn thấy bài tập của mình hữu ích, xin hãy cho một like và một chia sẻ để kênh của mình được mở rộng hơn. Hoặc nếu các bạn chưa đăng ký kênh, xin hãy đăng ký để cập nhật liên tục các bài tập mới hàng ngày nhé. Namaste, chúc các bạn một ngày vui.